chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Các bộ phim hoạt hình ăn khách của phương Tây đề ra thách thức cho các nhà làm phim hoạt hình Trung Quốc, vì nước này chưa sản xuất được bộ phim hoạt hình nào gây tiếng vang với khán giả quốc tế. Giờ đây, niềm hy vọng của phim hoạt hình Trung Quốc đang đặt vào một nhân vật mới, cậu bé Đậu Phụ, một cậu bé nghịch ngợm nhưng tốt bụng. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau. Câu chuyện của chú thỏ, một bộ phim ba chiều về một chú thỏ không hề biết mình có công phu tuyệt kỹ, được xem là kiệt tác của phim hoạt hình Trung Quốc khi ra mắt vào năm ngoái. Đạo diễn Tôn Lập Quân cho hay, ông không hoàn toàn hài lòng với tác phẩm này, nhưng bộ phim quan trọng để giúp nâng tầm sản xuất phim hoạt hình tại Trung Quốc. Điều làm tôi tự hào là tờ báo Guardian của Anh có một bài với nhan đề Trung Quốc khiêu chiến bộ môn phim hoạt hình với Mỹ. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc đang cạnh tranh với Mỹ, giống như vận động viên Lưu Tường chạy 100m vậy, làm cho người Trung Quốc tự hào. Dự án mới của đạo diễn Tôn có tên là Cậu bé Đậu Phụ, dùng công nghệ ba chiều và sẽ ra mắt vào năm 2013. Ông nói rằng có chuyện hay chưa phải là quan trọng nhất trong phim hoạt hình. Bộ phim hoạt hình hay trước hết phải có nhân vật gợi được cảm xúc cho người xem. Nhiều năm sau, chúng ta quên đi cốt truyện, nhưng nhân vật thì vẫn đọng lại trong tâm trí chúng ta. Một trong những nhà hợp tác với ông Tôn là Kevin Geiger, một người Mỹ. Geiger là giám đốc công ty giải trí Magic Dumpling, chuyên xây dựng nội dung phim hoạt hình có trụ sở ở Bắc Kinh. Ông nói, đại khái nhân vật cậu bé Đậu Phụ sẽ phỏng theo nhân vật Pinocchio của nhà văn Ý Carlo Collodi. Không phải là phóng tác hoàn toàn nhân vật Pinocchio của Carlo Collodi, mà là cảm hứng từ câu chuyện một cậu bé ngoan, nhưng hành động thiếu suy nghĩ, để rồi học những bài học nhớ đời. Geiger đã làm việc 12 năm cho hãng phim Walt Disney về hoạt hình và hiệu ứng hình ảnh, nhưng nay lại muốn đầu quân cho một công ty Trung Quốc. Lợi thế khi tôi mỗi công ty ở Đại Lục hoàn toàn do phía Trung Quốc sở hữu là những hạn ngạch phải áp dụng với truyền hình và điện ảnh Trung Quốc, lại không áp dụng cho những nội dung mà chúng tôi thực hiện ở trụ sở chính tại Trung Quốc. Trung Quốc có chính sách bảo hộ ngành điện ảnh của mình, nhưng gần đây có dấu hiệu cởi mở hơn khi nới lỏng hạn ngạch số lượng phim nước ngoài được phép nhập khẩu hàng năm từ 20 lên đến 34 phim. Những hãng sản xuất phim hoạt hình chủ chốt của Mỹ như Disney và DreamWorks rất muốn tiếp cận với khán giả Trung Quốc và gần đây vừa đạt được những thỏa thuận với đối tác Trung Quốc để tranh thủ thị trường mà ông Geiger gọi là nóng hổi. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.